Hello, xin chào tất cả các bác làm vườn nhá, chuyên yêu thích về cây vải thiều, vải u, vải sớm các bác nhá. Dạ vâng, em kênh làm vườn thương hiệu Lục Ngạn TV xin chào tới tất cả các anh các bác và cũng như chúc các bác có một sức khỏe tốt nhá. Dạ vâng, hôm nay em sẽ có thời gian đi làm video tiếp cho các bác để cho các bác tham khảo như sau cho cái cây vải muộn nhá. Thì cây vải muộn này thì có một cái lớp mà nó khoảng độ là lớp lọc 3, nhưng mà lọc 3 của các bác có một số là các bác khoanh của đầu tháng 10. Và một số các bác lọc 3, nhưng các bác sẽ lại khoanh của tầm cuối tháng 10 cũng như là giữa tháng 10 đổ đi. Thì những cái lớp này thì gọi là lọc 3 đây. Thế nhưng mà lọc 3 này là khoanh lúc là tầm 20 tháng 10. Thì cũng như là cái lớp này vừa mới ban nọn chuối xong. Thì vườn nhà chủ đây cũng đã khoanh đây. Thì em đang đứng ở cái vườn vải thiều vải muộn đây các bác nhá. Đấy, thì cũng như là chia sẻ cho các bác như sau. Thì cũng như là em cũng tiếp tục chia sẻ cho các bác về cái thời điểm này là thời điểm để cho các bác vớt vát trong cái bối cảnh là thời tiết nó nắng ấm của vào tầm 20 tháng 11 âm này trở đi này, nó vẫn nắng ấm như này thì thực sự là mai ngày kia nói có báo mưa và rét thì mưa thì chắc chắn sẽ không mưa được to, nhưng mà cơ bản sợ nhất là mưa to các bác nhá. Em cũng mong là nó sẽ mưa nhỏ và có rét thì vải muộn sẽ còn vớt vát được các bác. Vâng, đây em sẽ xem cái thời điểm quay video của em đây thì là nó hiện tại là đang là 14 giờ 44 phút thứ 5 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của dương lịch các bạn. Còn âm lịch thì hôm nay là thứ 5 ngày 20 tháng 11 năm 2021 của âm lịch. Thì cũng như là đồng chí là ngày 22. Thường thường hàng năm là 22 tháng 12 dương lịch là đồng chí thôi nhá. Năm nào cũng như vậy. 21, 22, 23, nó chỉ dao động trong mấy ngày thôi. Dạ vâng, thì những cái lớp này thì lọc 3, thế nhưng mà khoanh vào thời điểm tầm cuối tháng 10 đây, thì 15 cho đến 20 tháng 10 đây, thì cũng như là chưa có cái hiện tượng gì là bật lọc hay là nhú hoa gì các bạn, lá vẫn mỡ đây, thì cái lớp này, thì những lớp này chắc chắn là sẽ không bao giờ ít bật lọc lắm các bạn. Nhưng mà thường ở cái đầu này em nhìn tinh ra là cái đầu đang có hiện tượng đấy, báo hoa là các bạn đây này. Thường thì cái vải năm nay thì không biết, thì nó tính ra đồng chí thì nó cũng chỉ là trên như năm ngoái 4 ngày thôi. Đây là đang báo hoa này các bạn, một cái vải ngọt đây. Cũng một số thì vì cái báo hoa của vải ngọt này vẫn có các bạn, năm nào cũng vậy đâu. Một số thì nó cũng có thể báo sớm, một số có thể báo muộn. Đây nhá, cái lớp này đây này các bạn này, thấy cái đầu của nó thức tỉnh chưa, nó trắng ra ngay chưa. Đấy, thì cái này thì như năm nay thì hiện tượng của năm nay là sẽ ra hoa sớm các bạn. Hiện tượng của vải riêng mọi năm thì thằng u hồng nó sẽ ra trước, thế nhưng mà năm nay thằng thanh hà lại ra trước cả thằng u hồng các bạn. Đấy, nên là rất là thời tiết rất là bất cập, rất là khó khăn làm ăn để cho các bác cũng như một số các bác nhà vườn là nếu không nhanh trí xử lý cái đợt này thì sẽ bị mất mùa là cái chắc chắn các bạn. Dạ vâng, thì cũng như là em sẽ quay vào cái vườn đây là dùng thuốc diệt lọc của em đây, thì cũng như là em bảo các bác như này. Thì cái thời điểm này của cái cây vải muộn nhá, và hoặc là cây vải sớm, thì các bác lưu ý là nếu như mà đã là bật lọc rồi thì các bác phải xử lý để cho cái đầu lọc nó, lá lọc nó sẽ rụng và nó sẽ còn ở cái mắt lại, và để cho cái thời gian đó thì cây nó sẽ không bật lọc nữa. Vì cái thời điểm này các bác phun diệt lọc thì không cần khoanh thì nó cũng không ra được lọc nữa rồi. Thời điểm này là thời điểm cuối rồi các bác. Thì ở đây chia sẻ cho các bác đây. Đây nó rụng hết như này. Đây rụng hết như này, những cái nách cặm này nó vẫn còn này. Đấy các bác lưu ý này. Đây. Đấy các bác nhá. Thì đây là cái vườn này triệt lọc khá nhiều này các bác này. Vườn này gần như là toàn bộ triệt lọc hết vườn các bác nhá. Đây, lá xuống còn cọng này, còn mắt nhá. Thì cũng như là muốn triệt lọc về cái thời điểm này triệt lọc thì nó không ra lọc nữa đâu các bạn. Đấy, cho nên là các bác lưu ý là vẫn phải triệt lọc, vì không triệt lọc mà cứ để cái cây vải muộn này nó vẫn là đang cái tình trạng ra lọc thì chắc chắn sẽ không ra được hoa các bác công nhận không? Đấy là thứ nhất. Và thứ hai thì cũng như là để triệt lọc như này vào cái giai đoạn thì em vẫn nói các bác là triệt lọc bắt đầu từ 15, năm nào cũng vậy nhá, các bác triệt lọc bắt đầu từ 15 tháng 11 âm lịch trở đi là các bác là cái thời điểm để triệt lọc bỏ lọc các bác nhá. Đấy, thời điểm chỉnh sửa kỹ thuật cũng như là làm thêm lọc hay không hay là bớt lọc thì nó ở đầu tháng 9 âm lịch hàng năm các bác nhá. Đấy thì cho nên các bác hãy lưu ý là những cái điểm nhấn rồi em là chia sẻ cho các bác.
Dạ vâng, thì cũng như là để triệt lọc sớm thì để làm gì? Em xin chia sẻ cho các bác nghe, triệt lọc sớm thì là để rụng, để lá sẽ rụng được nhá. Và cái đầu đầu cành này, các bác lưu ý này. Cái đầu cành này nó sẽ về làm già đầu cành, thì nó về già đầu cành thì nó đăn lại thì nó già đầu cành. Thì cái tỷ lệ nó bắt đầu nó mới ngủ thì nó sau này khoảng nó đến cuối của cái tháng 12 chẳng hạn đây, 15 20 tháng 12 thì lúc đó cái thời điểm đó nó sẽ bật bật hoa, cũng như là một là bật lọc, hai bật hoa. Như năm nay cái tình trạng này là hơi căng thẳng các bạn. Còn một số các bác lưu ý này, cái vải muộn mà bây giờ đây nó ra cái kiểu như này là như là hoa nhưng mà không phải đâu nha các bác nhá. Đấy, những cái này là đang hồi lại này, là những cái này là ra lọc ấy. Nếu ấm như này là sẽ thành lọc, còn lạnh thì lại thành hoa. Đấy, cho nên các bác lưu ý là nếu cái thời điểm này cái vườn nào của các bác mà chưa triệt lọc, các bác hãy cố gắng triệt lọc nhé. Và các bác nào mà đã dùng thuốc của em thì em gửi cho các bác rồi thì các bác hãy cố gắng nhận thuốc và phun ngay đi nhé. Và thứ hai nữa là cái thời điểm này dịch ấy, thì gửi thường thường nó hơi bị lâu một chút các bác. Mong các bác cố gắng chờ nhé. Đấy, thì các bác mà cần thuốc ấy, thì các bác hãy cố gắng liên hệ với em trước đi, để cái thời điểm em gửi thuốc nó cũng được nhanh hơn, thì đến lúc các bác phun nó không bị nhỡ. Đấy, thì các bác phải lưu ý chủ động. Đấy các bạn, vườn này gần như là triệt lọc toàn phần, cả thanh hà cũng là triệt lọc hết này, vườn này gần như là triệt lọc hết các bạn. Đấy, cái này là triệt sớm mới ra nhỉ, bật lọc này không biết có khoanh không. À, cây này không khoanh các bạn, cây này không khoanh, chỉ phun triệt lọc thôi. Thường thì nếu mà chưa khoanh một vết nào ấy, các bác mà triệt lọc nhá, các bác vẫn cứ khoanh lại cho một vết thì nó sẽ an toàn hơn. Không, thời điểm của nắng ấm này thì nó rất nguy hiểm cho cái cây vải sớm này. Nó có nắng như này thì cây vải sớm thì bắt đầu nó từ đầu tháng 11 âm này thì nó đã bước vào ủ hoa rồi. Thế cho nên là bây giờ cái cây vải muộn này bây giờ mà vẫn còn nhú lọc, là em cũng báo cáo cho các bác là những vườn nào bây giờ nhú lọc này và đã triệt lọc thì được mùa hay không thì còn phải tùy thuộc vào thời tiết. Gặp một đợt rét nữa của cuối tháng 11 này nhá, được một trận rét nó chỉ cần khoảng độ 3-4 ngày thôi, nó xuống 10 độ thì 100% là vẫn có thể là cứu vãn được 50% của cây vải muộn. Còn nếu như mà từ giờ đúng theo thời tiết mà nói, đúng từ giờ đến khoảng độ 15 đến 20 tháng 12 âm lịch mới có rét, xong sang riêng mới rét thì vải muộn năm nay cực kỳ là khó làm ăn các bác nhá, sẽ mất mùa khá nhiều đấy. Đấy là mà quay như vậy cũng như là phân tích cho các bác như vậy để các bác biết là năm nay nó nắng như thế này không khác gì của cái năm 2019-2020 các bác nhá. Bác cứ thử xem của cái năm 2019 cho năm 20 đấy, các bác mất mùa đấy. Đấy, các bác lưu ý là trong cái thời điểm là các bác thấy hiện tượng nắng thì cũng như là em vẫn chia sẻ cho các bác cũng khá là nhiều luôn, và em luôn luôn nhắc các bác như vậy để các bác có một cái sự chuẩn bị. Đấy, các bác cứ khoanh đau đi em, nếu kể cả một vết mà lọc ba như hàng năm các bác lại bảo là một vết khoanh như vậy lọc ba khoanh nó đủ rồi, nó không bao giờ bật lọc. Thế nhưng riêng năm nay thì vẫn bật bình thường các bác nhá. Đấy, năm nay thì thanh hà báo hoa khá nhiều các bác. Em vẫn chia sẻ với các bác trong suốt mấy ngày hôm qua thì em cũng đi một số các bác trong xã khác, thì năm nay em cũng mỗi xã, em mỗi xóm em sẽ làm 10 nhà, có nghĩa là làm thí điểm 10 nhà nhá, để cho các bác biết là thực sự là em là có là một người là có kỹ thuật hay không, và thực sự là một người có năng lực và năng khiếu hoặc là cái cách sử dụng thuốc hay không, thì để cho các bác tin tưởng các bác sẽ sử dụng thuốc bên cửa hàng em nhé. Thì như vậy thì em cũng phải nói chung làm gì thì làm, mình phải chứng tỏ được mình thì các bác mới tin đúng không. Cho nên là em cũng đang muốn chứng tỏ là mình sẽ là một người thông thái, cũng là một người vừa bán thuốc hàng vừa bán thuốc cho các bác, cũng như là vừa cung cấp cho các bác thuốc vừa hướng dẫn các bác về kỹ thuật nữa, từ A đến Z luôn. Đấy, cho nên là để cái tất cả các cửa hàng mà bán thuốc bảo vệ thực vật này thì các bác hãy lưu ý là hãy cố gắng chọn những cái địa điểm phù hợp của cửa hàng, các bác người ta có thực sự có năng lực để người ta tư vấn cho bác và người ta cấp thuốc cho bác, nó sẽ an toàn hơn là trong một số các bác cũng bán nhưng mà các bác không học qua về thuốc bảo vệ thực vật hoặc phân bón. Thì thực sự những cái đấy thì đã một các bác đã là người nông thôn, các bác đã không được học rồi,
mà các bác lại đi mua và những người lại cũng không được học hành gì nữa, thì thực sự cái đấy nó cũng rất là cái thiệt thòi cho các bác. Vì toàn những người không biết lại gặp người không biết thì không bao giờ giỏi được các bác nhá. Đấy là em, ý em nói như vậy là chứ không phải là em nói xấu một ai cả các bác nhá. Cái gì cũng vậy thôi, thì giống như em thì cũng vừa học, cũng phải vừa học hỏi, vừa làm, vừa đi loanh quanh xóm nọ xóm kia, cũng phải giao lưu nọ giao lưu kia các bác nhá, thì mới biết được, chứ không phải là đơn giản đâu các bác nhá. Còn cứ bảo các bác nhiều, các bác cứ gọi là quay video ấy, ai chả quay được, đúng không, quay video ai chả quay được. Thế những cơ bản là những câu hỏi trả lời, những câu hỏi nó thực sự là các bác có hiểu không thì bác mới trả lời được các bác nhá. Chứ gần như là trong suốt 2-3 năm qua, gần như kênh của em các bác hỏi em trả lời, ít khi em không trả lời, vì em khá là giúp đỡ các bác tận tình luôn, chứ không bao giờ e ngại. Đấy, cho nên là vì trong suốt cái thời gian vừa rồi em ít làm video thì em cũng hơi bực bội một chút, là các bác điện vào em vào ban ngày, em vẫn nhắc suốt rồi, các bác nào mà cứ điện vào em ban ngày ấy mà mua hàng các thứ thì các bác hãy cố gắng điện hoặc là nhắn tin Zalo cho em. Còn các bác nào mà điện về vải kỹ thuật thì các bác hãy cố gắng điện về buổi tối nhá. Đấy, còn các bác nào vẫn cố tình điện thì em có thể là hủy kết bạn Zalo là thứ nhất, và thứ hai thì em sẽ hạn chế số điện thoại của các bác gọi cho em. Thì chỉ có như vậy thì nó mới đỡ xáo trộn được cái công việc làm ăn của em ban ngày các bác nhá. Các bác phải lưu ý cho em, vì không phải là em khó tính, các bác rơi vào cái cương vị của em các bác sẽ hiểu. Một ngày hàng mấy trăm ngàn cuộc gọi, mấy trăm cuộc gọi điện thoại. Có cái ngày hôm cách đây một tuần trước ý, em thề luôn, một ngày em đếm chắc phải được cả ngày đến tối được hơn 1.000 người gọi cho em các bạn. Thì thực sự ra là những cái ngày hôm đó là em quá bận, các bác điện cho em đến nỗi cái điện thoại của em không thể làm gì được. Đấy, em tắt đi thì các bác khách hàng điện cho em lại không điện được. Thế bây giờ thì toàn những số lạ, thế các bác điện cho em thì em phải nghe máy đúng không ạ? Đấy, nếu mà mình không nghe thì mình cái số mình làm ăn thì mình không nghe thì cũng lại mất khách. Thế cho nên các bác phải lưu ý những câu nói của em là ban ngày các bác không bao giờ được gọi cho em. Đấy là các bác hãy lưu ý nhá. Đấy, nói chung là đôi khi khả năng là em nhiệt tình quá là các đâm ra các bác lại ấy quá, nói thẳng là như vậy, vì em khá là nhiệt tình tâm huyết với các bác. Thế nhưng mà nói chung là cái gì cũng thế đâu, cũng có giới hạn các bạn. Em cho đi mãi mà không, em cũng không nhận được thì em mãi em buồn em chán thì em cũng phải chia tay các bác thôi. Đấy, nói thẳng là câu có thể kênh thì thực sự nếu mà các bác làm cho em vui hoặc là có cái động lực nào đó để em làm thì em cũng có thể quay video cho các bác. Còn nếu như không có cái động lực nào mà hoặc là cũng không có một cái gì đó để gây ấn tượng hoặc là giúp đỡ em chẳng hạn. Đấy, một người chủ kênh. Thế nhưng mà thường đi giúp người khác thì người khác chưa bao giờ giúp được mình cái gì. Đấy, những cái video này và những cái công việc em đi này toàn bỏ công việc của nhà ra và tiền xăng của nhà ra các bác nhá. Các bác đừng có nghĩ vào làm cái video này nó không tốn tiền, không mất, phức tạp thì không. Các bác đừng làm nha, các bác nào cứ được ăn cơm tù và ăn cơm nhà vác tù và hàng cả ngày thì các bác sẽ hiểu được ý câu nói của em. Đấy, và những cái khung giờ thời gian nhất định thì em vẫn chia sẻ cho các bác. Các bác hãy cố gắng từ 7 giờ đến 8 giờ tối các bác điện với em nhá. Còn ngoài ra ban ngày các bác lưu ý nhá. Và các bác ơi, em vẫn hứa các bác vẫn chia sẻ các bác kỹ thuật. Thế nhưng mà em cũng là một người cung cấp thuốc thì cũng còn nhiều người bán thuốc. Thế cho nên các bác hãy lựa chọn mua thuốc ở chỗ nào, các bác hãy điện cho người đó tư vấn nhá. Em sẽ không bao tư vấn cho các bác nào và mua thuốc ở chỗ khác. Em có nghĩa là sao? Các bác lại nghĩ là em khó nhưng không phải. Các bác phải hiểu cái người bán thuốc, cái người kia bán thuốc cho bác. Đấy, em bảo các bác thì cũng không khác gì em đi học về, em dạy khôn người ta. Cuối cùng em trả được cái gì đúng không? Vẫn trả lời nhiệt tình cho các bác, nhưng cuối cùng em có được cái gì đâu. Đấy, bao nhiêu anh bán thuốc kia anh sơi mẹ hết rồi. Đấy, thế các bác lưu ý như vậy, em cũng chân tình tính em sống thật. Em cứ nói thẳng như vậy. Còn các bác nào có thể chê trách gì đó tùy các bác thôi. Còn em thì em cần các bác có động lực cho em để em làm tiếp video. Còn không có thì không cảm thấy không thích thú nữa thì em có thể dừng video các bác nhá. Em sẽ bán kênh luôn. Nói thẳng kênh thì bây giờ rất nhiều người gạ. Em chưa muốn bán đâu. Thế cho nên là các bác hãy để cho em có một cái động lực để em làm tiếp video cho các bác. Đấy, và những cái năm khó khăn này các bác lưu ý là em biết những cái năm khó khăn này các bác rất cần ở em. Chính vì vậy em mới làm video để chia sẻ cho các bác cũng như trả lời những câu hỏi khó cho các bác. Đấy. Thế nhưng những cái lúc khó khăn này để giúp cho các bác kiếm được tiền, xử lý được cái cây vải của mình. Đấy. Thế nhưng mà các bác cũng phải hiểu cho em, vì cái đó và hoặc là những lời cảm ơn không thể nuôi sống được vợ con em được. Các bác lưu ý là như vậy nhá. Thế cho nên tất cả những cái gì bây giờ nó chỉ là
một lốt đăng ký, một lốt chia sẻ. Đấy, không có cái gì khó khăn cả, các bác chả mất một cái gì, đúng không ạ? Đấy. Còn em vẫn chân thành cảm ơn các bác trong thuốc suốt thời gian qua đã ủng hộ thuốc cho cửa hàng, cũng như là em cũng ship cho các bác tận nơi, và em sẽ cố gắng hỗ trợ các bác năm nay đã đặt thuốc bên cửa hàng, em sẽ cố gắng hỗ trợ, cũng như cái đợt này nó khó làm ăn như này em sẽ đến tận vườn các bác, sẽ xử lý vải trên vườn cho các bác nhé. Một số có thể vườn em sẽ quay video, một số vườn em sẽ không thể quay video vì đó là bản quyền các bác nhé. Thì bản quyền thì thường người ta sẽ cần phải giữ lại một hai miếng, cũng như chống các bác sau này một số các bác lém đá vào kênh, hoặc là các bác cũng có thể bỏ kênh, thì cái đó thì thực sự thầy nào thì thầy cũng không thể dạy được hết võ được các bác nhá. Thế cho nên là em vẫn phải để một vài miếng để phòng thân, đó là cái chuyện bình thường, và tính em nói thật, em nói thẳng như vậy nhá, thì các bác đừng có hiểu lầm, em vẫn chia sẻ cho các bác nhiệt tình đấy, cho nên các bác hãy yên tâm đấy. Nhưng mà phải em phải có cái động lực thì em mới làm được nhá các bác nhá. Rồi, chúc các bác sẽ chuẩn bị là đợt này những cây nào vải sớm vải muộn bật lọc, các bác hãy triệt lọc, phun triệt lọc hết đi cho em nhá, toàn diện đây cho nó xong luôn này. Và cái vườn ở dưới ruộng ướt ẩm các bác triệt lọc xong bác khoanh mịn lại cho em cho an toàn, vớt vát được ít nào hay đó các bác nhá, chứ không có này tình trạng năm nay sang năm mất mùa quá nhiều các bác nhá. Các bác cần lưu ý, và những thời điểm này phải cần là chịu khó thì mới làm được, không chịu khó thì các bác có làm đi làm lại mà không đúng kiểu, không biết cách thì cũng hỏng hết các bạn. Đấy, thế nào các bác hãy cố gắng lắng nghe, cũng như là em chia sẻ như vậy để cho các bác là tốt cho các bác thôi. Rồi, thân ái chào tạm biệt với các bác nhé. Chúc các bác sẽ vượt qua cái thời điểm khó khăn này để cho cây vải nó được yên ổn, giữ lọc được, triệt lọc đi để cho được cái đầu lọc non nó sẽ được hơi đan một chút, thì đến tỷ lệ sau này nó bật lọc nó sẽ nhanh hơn. Và bật lọc đó là bật hoa, đó là cái thời điểm của bật hoa. Thì nếu một cái thời điểm đó người ta mà bật hoa mình bật lọc thì đó là thời điểm cuối cùng là chấp nhận rồi, không thể làm nào được khác các bác nhé. Rồi, thân ái chào tạm biệt các bác.